Chào bạn nè, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có làm lại được 100 đồng token Biro. Một số thông tin về đồng token này, số tiền khu phát hành là 21 triệu, đã có 663 tài khoản hóa đơn, đã phát sinh 1.588 được giao dịch nha. Rồi thì điều đầu tiên các bạn truy cập vào link website diamond.net, link truy cập website được mình để ở dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn xem chắc chắc, các bạn có thể sử dụng nút copy đôi chắc này ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask vào với chiếc đai đất của bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ tiếp cận người ví cho mình. Ký hiệu Biro số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token cho mình. Sau khi đã thêm được địa chỉ tiếp cận người ví, các bạn quay trở lại website của Lama và Internet. Truy cập vào bước 2, link dưới bỏ đây. Để nhận token đây. Các bạn nhấp vào phần này giúp mình. Chương trình Nano Drop sẽ kết thúc vào 58 ngày nữa. Nếu bạn có nhu cầu mua thì các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ 0.05 BTC và mua cái đồng này để hơn cái tích chữ lâu dài chờ cơ hội nhận lại tài khoản nhé. Rồi các bạn có ram các bạn nhấp vào phần này. Và yêu cầu kết nối ví các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Khi ra là 0.00553 BTC nhé. Bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, Android đang được xử lý nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website Cardano.net để cập nhật các dự án miễn phí phần thưởng tức cần mới nhất trên bề mặt và đầy phía trên. Nếu bạn chưa có thật quả sản dụng file liền bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% khi giao dịch chọn đời nhé. Ngoài ra xin được còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 100 đồng token Biro. Các bạn có thể đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn.